Gamen. Hello, xin chào mọi người đến tới channel của mình là Music MVN. Hôm nay mình sẽ chơi cùng MVN, chơi trò trúng tiền trên đảo khỉ. Lập rút đấy, hay chưa? Đấy, đợi MVN gặp mình nha, đang đi phá phách rồi. Chưa thấy nó tới đảo này luôn. Để nó trước cổng mà chưa thấy. Lúc nãy đi chơi trước xong. Ở đây An Viên Gaming nè. Đây An Viên Gaming sẽ đứng ở trong một cái ở trong đây nè. Đây. Mọi người chơi hay ván thôi. An Viên là xuống đây nè. Đấy, để coi như chỗ này là để dành cho người đi tìm nha. Xuống đây. An Viên tìm á. Người tìm trước. Rồi. Nha. Rồi chừng nào nói xong rồi chat lên nha. Để xem trường trốn ở đâu. Không được đi ra ngoài nha. Sẽ lên cái này ha. Rồi, xong rồi. Hết mi kiếm được. Nếu mà không kiếm được là ghi thua chat lên trên đó nha. Chân chết rồi. Rồi xong rồi, nó thắng rồi. Rồi AVN thắng trận rồi anh em ơi. Nó được một điểm, mình không điểm rồi. Rồi trận thứ hai. Rồi trận thứ hai nè, mình sẽ đi tìm nha. Em sẽ trốn. Rồi mình sẽ vô đây. Thì nào AVN nói xong ghi chat là xong rồi thì mình sẽ đi tìm nha. Rồi, trốn đi. Trước tiên vô đây thì mình sẽ đây, kênh mình thì đang hiện tại là 420 người đăng ký. Trước tiên là AVN nói xong rồi thì mình sẽ quảng cáo trước là mình thì là mình mới có 420 người đăng ký với 110.000 lượt xem thôi. Nếu mà các bạn nhớ cố gắng đăng ký cho mình được nhiều người coi nha. Để mình có khả năng đi kiếm. Rồi. Đó, vừa kiếm luôn nha. Mấy đứa này nó trốn kỹ lắm anh em ạ. À. Nằm đâu dưới đây á. Đâu rồi. Để xem nó ở đâu. Mình sẽ xài tiền chiêu quấn gãy cây. Cây này bự quá, không quánh. Nó có chỗ mà đâu đây không đây. Khó nhờ. Hình như nó sẽ ở đâu đây nè. Nó nghi là nó sẽ trốn trong hang. Nghi nó à. Nó sẽ chịu ở đây, không được đi qua chỗ khác nha. Sao sẽ đứng trong đây ta? Vô không phải. Đó, thấy tiệt chiêu nó rồi. Ở trong đây mà phải biết tìm đường kiếm. Không được đi ra khỏi chỗ này nhớ. Xem kiếm sao đây. Trời khó luôn. Cái này là cái gì đây ta?
biết cái này cái gì nữa anh em. Nó nói cái gì vậy? À, không biết vô sao ta. Nhảy được không nhỉ? Ấn đi, nó còn chảy nữa. Chị đã thua. Nó bị ấn anh em. Dễ ngu lắm. Này ấn sao ta? Để lâu hay gì? Cái này nhảy nhảy vô thôi. Không vô được. Sao nút gì kỳ vậy? Mình sẽ để một thời gian để kiếm, để tìm cách. Mình bị bẫy rồi. No no no. Gì đấy? Mình biết chỗ nào đó, nó chạy cho mình luôn. Để cho Huệ mới chơi được ván 3. Chứ nó mà thắng một trận là mình thua luôn. Mình biết chỗ này. Cái này cái thùng sao vô được. À, mình đã kiếm được EVN rồi. Rồi, ván cuối cùng nè, EVN sẽ là người tìm nha. À, cái này mình nó nhường cho mình thôi. Đấy, quay chạy chỗ lúc nãy ở trong đó, chui vô đó. Rồi, thử thách nó sẽ kiếm mình nè. Rồi từ từ nói xong là mình sẽ thì EVN mới được kiếm nha. Từ từ cái mình sẽ kiếm cái chỗ nào đây. Nó hay búng búng nhiều chiêu lắm này, nó nghe ồm ồm chứ nó mà không búng giận như vậy giận ngon hơn. Chết rồi, kiếm chỗ gì ta? Xong rồi nha. Trước khi nó kiếm mình sẽ quảng cáo tiếp lần 2. Đấy. Đấy, mới đây thì cũng có nhiều người video thì nó cũng lên lượt xem cũng khá nhanh. Nói chung là cũng tạm được, hình như là blog group sẽ nhiều hơn. Nó tầm 631 người coi rồi, hiện tại thì mình theo dõi nó. Thì cũng hôm nay thì thứ bảy chủ nhật thì mình ra nhiều video. Đó. Ở đây mình mới đây này video này quay vào chủ nhật nha. Chứ còn mà đăng thì mình sẽ chọn ngày thứ hai hay thứ ba. Hình như là mình sẽ chọn thứ ba đi. Hay là thứ ba đi. Còn thứ sáu rồi còn thứ sáu là mình sẽ đăng Dragon City tập 10. Đấy, Dragon City là sau tới tập 10 rồi nha. Em còn vẫn còn tìm lầy lõi nữa. Đấy. Mình được win chắc rồi, nó nhường cho mình rồi. Thế ra mình phải thua mới đúng mà, tại vì mình không biết vô nhưng mà mình đã biết nó nằm trong hang rồi. Nó nhường cho mình để về để chơi ván 3. Đây là ván thứ 3. Yeah. Hãy đợi nó hơi lâu xíu các bạn ơi. Đây. Nếu mà các bạn thì nếu mà làm video short thì sẽ dễ kiếm view mà kiếm người đăng ký hơn, nhưng mà hầu như là IVN á. Hay vì hồi đó nó làm nhiều, đăng nhiều lắm nha. Rất là nhiều view. Nhưng mà được xem thì nó rất là cao. Nhưng mà sau cái người giờ xem thì nó không thể tới cao lắm. Mình cứ nghĩ vậy, nhưng không, mình không lẽ là nghĩ video short là giờ xem nó lại ít hơn là video thường ta. Có lý không các bạn? Nếu các bạn biết, các bạn cho một like, một share và bình luận ở dưới cho nó nhiều nha. Video thì nhiều nhất của mình thì đang hiện tại là phổ biến nhất á, là 13.000.
thì 3.000 lượt xem rồi. Rồi giờ nhưng giờ thì nó đang lên cũng nhanh, nó cũng thì không nhanh lắm nhưng mà nhanh vừa vừa. Từ từ thì mình cũng sẽ làm vài game khác nữa chứ không phải làm có vài game này không. Lâu lâu quá mình chơi game IO hay phải. Như Mobile IO nè, rồi Tamingo thì mình chơi ít thôi nên nhiều người chị chửi quá. Rồi Mumu hay các kiểu rất là nhiều game, mình thì đang lựa một game để chơi. À, không biết chơi game gì. Nếu các bạn thấy nghĩ là game nào hay hay thì các bạn nhớ bình luận mình sẽ chơi. Nếu mà game đó chơi không chơi được thì không thì cũng không sao, mình sẽ chuyển game khác. Hôm nay thì mình nếu mà các bạn học cấp 2 hay cấp 3 gì hay là lớp 4 lớp 5 á, các bạn sẽ có điểm thi giữa kỳ rồi nhỉ. Mình thì điểm kỳ giữa kỳ thì mình cũng không được điểm cao cho lắm nhưng mà hình như là nhiều môn thì 8,5. Mình nói thật nha, có nhiều môn rất là nhiều 8,5. Các bạn học cho lớp mấy thì các bạn nhớ bình luận xuống và cho xem số điểm của môn. Ví dụ môn toán mình là được 8 điểm rưỡi đi, các bạn bình luận môn toán xuống dưới nha. Này điểm dưới cho mình thì nhắn vô để mình sẽ an ủi. Còn nếu mà bạn điểm cao thì mình sẽ chúc mừng. Vậy thôi, mình thì không giỏi toán lắm, 8 điểm rưỡi thì coi như mình cũng hơn hay là một cái vấn đề đó chứ không dễ là điểm 8 điểm rưỡi đâu, rất là khó luôn. Đó nên nó rất là khó luôn á. Chứ không có phải là dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Đấy, nên video mình thì đạt kỳ 500 người đăng ký thì sẽ rất là khó. Vì mình rất là ít đăng video short. Thì cái này chỉ câu được video short chứ không có thể không có dễ dàng mà đăng video thường được. Đấy. Em thua chưa? Nhắn vô đi. Đấy, hình như nó hơi lâu tí. Chưa hả? Lâu thế. Để câu nãy giờ luôn 12 phút rồi đó. Rồi. Chỗ này thì mình sẽ cắt. Rồi ăn cho AV nó kiếm mình nãy giờ mà nó chưa biết mình đang ở đâu nhỉ. Chắc là mình quên rồi mà kêu chưa. Nó thu chưa? Ngày mai là đi học rồi nha các bạn. Đây các bạn nhớ học tập chăm chỉ rồi mấy giờ rảnh hay là các bạn không có bài gì học với các bạn chơi game một xíu cũng được. Giải trí đi. Vậy nếu mà bạn nào làm YouTuber như mình thì đăng vài video để cho vui hoặc là kiếm thịt xem cũng được nhờ. Em về nó kiếm lâu lắm. Mình đang là hiền hữu của tất cả. Rất là lâu nha, nó kiếm rất là lâu nha các bạn. Bây giờ cũng tầm 13 phút rồi mà nó hơi lâu. Rồi sao nó thắng mình rồi. Thôi video này thì coi như là event 2 còn mình 1 nha. Nếu video này thấy hay nhớ nhấn like, một subscribe, đăng ký nhé. Nhớ bấm chuông nhận thông báo của mình. Đấy nó có cái nguyên skin full vàng luôn nè các bạn ơi. Mình sẽ chụp hình với nó để coi như là có cái ảnh bìa của video nha. Rồi nè, ra đây cho mẹ event. Đây. Đó. Thôi chụp phía sau mặt nó luôn. Đó. Chết rồi, chết rồi. Đây, chụp lại nè. Đó, rồi. Bye bye.